Mùa giải 20 Totti của Christian Eriksen. Anh thi đấu ở vị trí cam, CM và RM. Vị trí cam là vị trí tốt nhất của Eriksen. Từng 19, cao 1m81, cân 6 kg, thế hai chân thuận như nhau. 4 sao kỹ thuật. Thuận góc gồm tinh tế, xa, đạo. Ở vị trí cam thì Eriksen mạnh ở khả năng giữ bóng chuyền ngắn và xa. Ngoài ra những bộ chỉ số tăng tốc khéo léo, dê bóng, dứt điểm chuyền dài, chọn vị trí tầm nhìn rất tốt. Khi đặt Eriksen ở vị trí cam thì chúng ta cần để chiến thuật đơn như thế nào? Ta sẽ đổi cam. Chúng ta sẽ để luôn hỗ trợ phòng ngự, đánh chặn thông thường, cầu thủ tự do và xâm nhập vòng cấm, công 3 và thủ 3. Cần xem lại nguồn sức mạnh của Eriksen có đảm bảo không. Ta thấy sức mạnh là 84, tức 100. Như vậy là đủ trâu rồi các bạn. Trâu là có thể công 3 và thủ 3 rồi. Ta sẽ đi tiêu cầu thủ này đâu xếp hạng đội phong độ tương đối tốt, cần thay đổi một chút trên công. Tên phong độ ta nên thay do trận đấu trước ảnh hưởng đến phong độ rất nhiều các cầu thủ. Ta có Eriksen cam, tăng dứt điểm tốt, chuyển dài tốt, sút xa rất cao, vẫn sút xa đây, tạo thế nào. Eriksen là cầu thủ trẻ nhất ở Đan Mạch đã cán mốc hơn 20 trận ở độ tuổi 20 và được so sánh với những huyền thoại Jan Landrup và Phanom Bát. Rio Ferdinand khi tài năng của Eriksen thì đã thốt lên rằng cậu ấy thật sự là một số 10 cổ điển và có khả năng đón bóng ở mọi nơi, đặc biệt là trong một trận đấu cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch như là những trận đấu ở câu lạc bộ. Eriksen đã từng có những pha độc tấu solo từ giữa sân và ghi bàn để nói lên được cái tố chất của cầu thủ này, không những là một tiền vệ tổ chức, khả năng cầm bóng, đi bóng và kiến tạo tốt. Eriksen khả năng ghi bàn tương đối bá đạo. Điều đó được hỗ trợ bởi chỉ số ẩn sút xa. Mùa giải 20 Totti này là một mùa giải rất đáng dùng của Eriksen. Nó là mùa giải tốt nhất của anh trong tựa game. Tính đến thời điểm hiện tại mà Eriksen đã bước sang độ tuổi 30.
Và anh rời Tottenham Hotspur để đầu quân cho Inter Milan. Có thể mùa giải 20 Totti này sẽ là mùa giải tốt nhất mà các bạn có thể trải nghiệm Leksen ở một mức thể đỉnh cao. Ruben Eriksen là một cầu thủ sút bóng rất tinh tế, đơn giản và có khả năng nhạy cảm rất cao trên sân. Pha di chuyển và kiến tạo chuyền bóng của Eriksen là tối lý. Eriksen đã hỗ trợ rất nhiều cho Harry Kane trong màu áo của Tottenham Hotspur và giúp cầu thủ này có tới 42 bàn thắng của giải 2017-2018. Eriksen là cầu thủ số 1 của Đan Mạch, ghi bàn nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh. Con số hiện tại của anh đã lên tới hơn 50 bàn và vượt xa người đàn anh là rất nổi tiếng là Thánh Lốt Banner. Lốt Banner mới chỉ có 33 bàn và đang trôi dạt ở những giải đấu thấp hơn. Nhìn Eriksen cũng đã rơi Ngoại hạng Anh. Anh lại tham gia vào một giải đấu cũng rất chất lượng của châu Âu, đó là Serie A, trong màu áo của đội bóng đang hồi sinh Inter Milan. Inter Milan đang được xem là ông kẹ trong khả năng chuyển nhượng, đặc biệt là hút máu từ MU và hồi sinh những ngôi sao của MU khi những Alex Sanchez hay đặc biệt là Romelu Lukaku khi chuyển đến Inter đều lột xác. Lukaku còn không không còn là một gã hề chỉ biết hút bóng ra ngoài nữa, anh đã thành một sát thủ cực kỳ lợi hại khi có tới trên 7 trận ghi bàn liên tiếp cho Inter và hiện tại đang đua danh hiệu vua phá lưới Serie A. Việc bổ sung Christian Eriksen đối với Inter Milan là một điều rất cần thiết trong quá trình phục sinh đội bóng này. Chúng ta còn nhớ là trong mùa giải Champions League 2010 thì Inter Milan cùng với huấn luyện viên Jose Mourinho đã vô địch Champions League và người ta ví Christian Eriksen như là Wesley Sneijder của giải đó. Hâm mộ hy vọng là Christian Eriksen có thể hồi sinh Inter và đưa đội bóng này trở thành một thế lực, quay trở lại là một thế lực đáng gờm của Serie A, cũng đấu cao nhất châu Âu là Champions. Sen bóng tương đối mềm mại, tốc độ ổn, cầu thủ này có thể tốt vai trò tiền vệ công của mình. Ngoài khả năng trợ tấn công thì Alexen có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt và đặc biệt là khả năng ghi bàn đối ba đạo với những cú dứt điểm uy lực từ xa, bóng đi với lực căng xoáy và hiểm. Năng phối hợp của Lichten là tương đối tốt. Yếu của Eriksen có lẽ là nằm ở sức mạnh. Thể hình của anh là bình, chiều cao 1m81 nhưng mỏng con.
khiến cho sức mạnh của Eriksen khi tông húc với những châu bò là đối hạn chế phần yếu thế hơn. Bù lại với đó là năng đọc tình thần, năng chuyền bóng xuất sắc. Eriksen chuyền ngắn, chuyền dài, chuyền xa, chuyền bổng thì rất tốt. Solo rất ấn tượng của Ibrahimovic, người đã trở lại Serie A đấu quân cho AC Milan. Solo rất đẹp. Đấy là khả năng xa lực căng, số tầm nhìn, đặt bóng hay là đá phạt. Bóng cực kỳ chắc. Sao kỹ thuật thực hiện với mượt. Cam full lever là tương chỉ là 19. Sức hạnh và thể hình mỏng cơm khiến cho Eriksen gặp bất lợi khá nhiều trong meta mới. Bứt tốc. Ta sẽ cần một tình huống kiến tạo với Eriksen. Đây rồi. Vậy là khả năng tạt cánh tương đối tốt. Vừa rồi Raul Nacon đã không tận dụng được. Bóng bổng và 09 cũng là một điểm yếu của Eriksen. Điểm mạnh của cầu thủ này là sút xa và kiến tạo. Cùng với khả năng đọc vị trí tương đối nhạy cảm trên sân. Ở vị trí cao có thể chấm cho Eriksen bỏ giải đi 20 Totti, mức điểm là 8,5 trên 10. Một cam cũng tương đối đáng dùng. Có thể đóng vai trò dự bị. Cực kỳ tốt. Còn trong trường hợp các bạn cho đá chính thì cũng nên sử dụng Eriksen hợp lý.